Dạ rồi, em chào mừng bà con cô bác đến với kênh YouTube Chất Cây Trần nha. Hôm nay em xin review cái đồng hồ Seiko này đây. Rồi, trời xanh mây trắng có bông hoa. Kính chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe, bên gia đình an lành, hạnh phúc, chuẩn bị đón năm mới nha. Đó, giờ phê đầu tiên phê cái bông hoa, nó bông hoa thật nha. Đó, thiệt đó. Đó, nó rớt rồi đó. Rồi đầu tiên vô liền ha bà con cô bác. Mua hàng thì liên hệ em số phone 0838260784 ha bà con cô bác. Em có để dưới phần mô tả, dưới phần tiêu đề nha bà con. Rồi Seiko này xây 32 có núm luôn nha. Tại em đo bằng cái cơ này nè, 31, 32 thì kể như 32 đấy nha bà con, có núm luôn ha. Đây ánh sáng mặt trời, ánh sáng tự nhiên cực kỳ tuyệt vời đó. 31, 32 nha bà con, bề ngang ha. Ti nó cục cổ vậy chứ thấy ghê lắm nha, đẹp lắm nha bà con. Khi mà mình tút tích lại là đẹp lắm á, chứ mà dân chơi đâu. Nói cái này vậy cho nó đẹp lắm á nha bà con. Rồi cái này là 30 đúng luôn nè, thì kể 31 luôn nè, thì kể như là 31 nha bà con các bác. Rồi điều giá cái này là 1,8 triệu vô liền lập tức luôn nè. Sikodok ha, 1,8 triệu bà con các bác ơi. Rồi đầu tiên lật phía đi sau đích cho bà con các bác xem nè, chụp hình màn hình lại nha bà con các bác. Seiko ha, SGB30 là mã vàng đó nghe bà con. ST Steel Black ha, 60305410R da băng Z 183596 ha. Dây này dây tháo từ cái đồng hồ kia ra ha, lắp qua cái đồng hồ này ha. Dây thì dây từ Nhật Bản về ha. Dây thì bà con bảo quản, dây da thì bảo quản cực kỳ khó nha bà con. Mua thì dây da thì mình chịu chơi sang chút, ví dụ như nửa năm, năm đến thay một lần nè. Dây này là do là quá trình, để em zoom lại cho bà con có xem nha. Đó, Seiko đó ha, bà con có bác đọc chữ nghe dưới nghe chữ gì bằng cái đây nè ha. Có chim hót líu lo cuộc đời không, chíp 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 này nọ vui ha. Nghe tiếng vậy mình tự nhiên mình hưng phấn lại không, tuyệt vời mặt trời lắm nghe. Dây băng ha, dưới này nè, tại chữ N nó lâu quá nó bay hay là nó bị cạ cái gì đó mình không thấy luôn rồi, vẫn thấy chữ có cái nét của nó. Và băng 64N ha, 5470D gì đó, Seiko Dock ha bà con các bác. Nè cái lớp niền của em nó là làm đẹp ghê không, ý là chưa đánh bóng gì hết trơn nha. Không, nè thấy mặt heo không nè, thấy camera nè, thấy không đó, ghê ghê vậy đó, phái phái vậy đó. Ti là cục cổ của cũ vậy chứ nha, chứ im lắm nha. Mấy cái này đánh bóng lại là nó mới kích thôi, nhưng khi đánh cái nó văng cái này ra luôn á. Nè niền của nó nè ha, đẹp đẹp tuyệt vời nha bà con. Nói chung là như vậy, nói cho nó nhanh là như vậy. Điện thoại bình thường nhập từ Nhật Bản về, cho dù mới cho dù cũ bán giá cũng tầm 500 trở lên ha. Có cái khách quả từng quen mua biết rồi tri ân khách hàng thì bán giá khác ha. Còn bình thường là 500 ha. Cho dù mới cho dù cũ cũng 500 trở lên bằng pin ha. Rồi hàng có thương hiệu Seiko, Citizen hay là Casio hay là Longzhi hay là Omega Zulet, Omega Zulet thì chưa thấy, chỉ đang có T-shirt thì có rồi ha. Thì chắc chắn một câu bà con là 1 triệu trở lên, không bao giờ dưới đó ha, bảo đảm cam đoan với bà con. Không phải bảo đảm mà là em bán ra là như vậy, còn shop nào bán ra nữa thì mình không có gặp đó. Đây cái núm của nó ha, núm của nó là núm đen nè ha bà con cô bác. Gọi mua hàng liên hệ em số phone 0838260784 nha. Em có để dưới phần mô tả tiêu đề dưới đó. Rồi đo cái nãy giờ đo rồi phone. Rồi bây giờ mình phân tích ha, mình review ha. Đây da của nó đây, da của nó là kêu là dây da thần thánh đó. Hai đĩa đàng hoàng nha bà con, một đĩa dính một đĩa rời ha. Nè một đĩa dính nè, một đĩa rời nè ha. Này là do mình thẻo ra nó không khéo nè ha. Gắn qua gắn lại nó không khéo, nó không đẹp, nó sụp sịch gì nhìn thấy xấu quá ha. Bà con mua hàng thì bây giờ mua cái này luôn về các bà con ra chợ, bà con thay cọng dây này khoảng cỡ tầm 40-50 ngàn á, thay dây mới luôn mình đeo tết luôn ha. Ti là em chỉ bán hàng là kêu là hàng cổ cổ không, hàng mới cũng có, hàng cũ cũng có, nhưng mà em rất là thích những cái loại như vậy. Mỗi người mỗi thích, ý thích khác nhau, nhưng mà em thì em phái mấy cái cục cổ vậy nè ha. Tại vì thời gian 5 tháng khi mà cái người sản xuất ra cái này á, người ta cũng trăm tuổi ta mất đi rồi, bây giờ cái thế giới thì còn mấy cái thí dụ vậy, thì đồ của nó rất là đắt tiền nha bà con.
chứ không phải đơn giản như mình nghĩ gì đâu. Ví dụ như đồ cũ xị, không phải đâu. Xe Honda, xe hơi mình mua về đó là tiêu sản nha bà con, từ từ nó sẽ mất giá còn không đồng luôn ha, bán sắt dụng luôn. Nhưng mà những cái đồng hồ càng về sau nó cãi là càng có giá, có những đồng hồ lên tới mấy trăm triệu, mấy trăm chai nọ, có cái đó là em xác nhận là chắc chắn là điều đó là có ha. Rồi mình chỉnh kim nó coi nó chạy không nè, chạy bình thường ha. Cái này là hết pin nha bà con nè, quay rất là tuyệt vời ha. Xem một vòng cho bà con các bác xem nha, bảo đảm với bà con đồng hồ là như vậy. Rồi xe ngược lại luôn nè ha, đồng hồ là càng để lâu năm càng có giá à, nó hay là hay vậy ha. Người ta thường bán đồng hồ người ta chỉnh về chế độ 10 giờ 10 á nghe bà con có bác ha, cho nhìn thứ nhất là cái biểu tượng vậy, biểu tượng đó là kêu là biểu tượng click vô á, chốt á, à, nó đẹp hơn ha. Chứ mình không có nên để 9 giờ, để 9 giờ thì nó rất là kỳ. Đây nè, thí dụ như bây giờ mình để 9 giờ nè ha, 9 giờ 10 nó cũng rất là kỳ, nó không đẹp. 9 giờ thì mình sẽ thấy được cái gì, rồi mình sẽ thấy được che lại thương hiệu của người ta ha, che lại thương hiệu Seiko Watt mất tiêu rồi. Bởi vì khi mà bán đồng hồ em luôn để 10 giờ 10 là như vậy ha, để dấu tích này biểu tượng cười rất là đẹp, 10 giờ 11 phút cũng ok, thấy mà vàng luôn ha. Đó là như vậy ha, cho co bông cái nữa nè, cho nó đẹp đẹp lên nè. Đó, gió lắc lư cuộc đời, bên sông mở nhạc, Tết, Tết đến rồi. Đó. Rồi bây giờ dây, 1 triệu 8, em bớt 300, em bao ship ha. Rồi, bán trong cái đợt Tết này nha bà con các bác. Đó là những cái mô tả đầu tiên cho em. Không, bà con thấy ánh sáng mặt trời tự nhiên không? Tuy là nó cũ nhưng mà em thì em thích quay tự nhiên, cái nào có nấy rõ ràng ngay từ lúc ban đầu. Thì anh chị em bà con cô bác mua thì nó cũng tương đối nó rất là vui hơn. Chứ mình thí dụ mình che vậy thì nó cũng không có hay ha. Đó, rõ ràng, rành mạch, đó, niền, nó tuy là cục cũ của cổ vậy chứ nó cũng phái lắm nha em, rất phái. Đây ướm tay em nè, tay đàn ông nè ha. Bà con cô bác để em ghim xa xa cho bà con cô bác xem nha. Đây, đó, tay em là rất là vừa luôn nha. Xây 30-32 là chuyện đó là chuyện nhỏ. Rất là đẹp ha, tuyệt vời mặt trời luôn nha bà con cô bác, chứ không phải đơn giản như con mà bảy đâu nha. Rất là đẹp, mỏng manh, đến từ hạt lúa đó. Nói chung là đồ trang sức là như vậy, em cũng chia sẻ bà con. Thí dụ như bây giờ em bán hàng nguyên vậy, có đắp có giá cái dây này vô thì bà con mua về thì cái nó là nguyên bản từ em đưa ra thì em cam đoan điều đó. Rồi về mình thay dây da vô, hoặc là mình thay dây thép không gỉ vô ha, hoặc có thể thêm tiền em kiếm một cái cụm dây thép không gỉ từ bên Nhật về, hàng đâu có sử dụng nha bà con, hàng mới rất là đắt tiền nha. Một cọng mới em bán 800 ha, một cọng dây thép không gỉ mới em bán 800, đã qua sử dụng thì em bán 500 ha, cọng dây thôi đó nha. À, để nhiều kiểu cho bà con có xem nè ha, đó, để nhiều kiểu cho bà con có xem, mỏng dánh luôn nè ha, zoom xa này có một có lý hơn ạ. Thấy gió lắc lư cuộc đời thì nó vui hơn ha. Đó, rồi bà con ơi, mua hàng thì liên hệ em số phone 0838260784 ha. Em đã trình bày mô tả tất cả những cái gì từ cái chi tiết đồng hồ này rồi ha. Rồi, cảm ơn bà con cô bác đã xem video nha. Chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe, làm ăn càng ngàn tấn tới. Tết này tiền vô ào ào. Bye bye, see you again. Hẹn gặp lại.